TikTok nào. Fun Race 3D, cuộc đua tử thần. Easy game. Còn một bạn nữa.
mình phải hạ gục bạn này nếu mình mới qua qua vòng mới. Quá luôn, quá luôn, quá luôn, xong phong. Ây dạ, hên quá, cho mình ở lại khúc này. Chết tí nữa là mình hả, về mình phải xuất phát rồi. Bị đánh một cái là rung cái điện thoại luôn á. À vòng số mấy này cô này chưa kịp nhìn nữa. Ủa, lão vậy? Sao quá? À, nhảy lên. Sao chưa kịp nhảy nữa? Nhảy nào. Yeah, thành công. Leo lên, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên. Tôi là Spider-Man đây. Về đích thôi. Về trước nhé. Mình về trước đây. Xì xì. Tiếp tục. Ồ, bạn này giống ninja quá à. Nhảy, nhảy, nhảy. Nhảy, nhảy, nhảy đi. Tăng, tăng, tăng. Trời, chích cái nó trúng rồi. Nhảy ra. Xong ra. Rồi, về đích thôi. Bạn kia còn ở bạch xuất phát nữa. Rồi, mình sẽ exit ra. Mình sẽ cho điệu nhảy mới. Wow, con thân hình. Đây là thân hình lực lượng. Con này điệu nhảy. Wow, quá chuyện nhảy luôn. 250 rồi. Lắc đầu. Điều này nhảy vui nè. Cái này vui nè. Vô mua cái này luôn. Tiếp tục cuộc hành trình. Vòng này có vẻ khó đây. Đợi trời. Wow. Ây dồi, trúng cái mặt. Mày hả Vũ? Ây dồi. Đứng mé đó đi xíu rồi, chút xíu rồi mà cũng dính nữa. Bạn kia chắc người đứt rồi. Không kịp rồi, bé này chắc người thua mất. À, bạn đứng đây nè, bạn chưa dám qua. Cho bạn té nè, giúp nghe mặt. Bạn kia té rồi, bạn áo xanh té rồi. Về đứt, yeah, chiến thắng. Game này vui quá. Đây là Fun Race 3D nha các bạn. Các bạn tải về chơi thử đi. Vui lắm. Bạn nói cũng giống mình. Trúng cái mặt bây giờ bây chừng. Đứng xa xa ra nguy hiểm lắm. Mày bạn đỏ mai bút chỉ luôn. Qua nè. Thêm một cái nữa. Vậy là cô này về trước nha. Bạn lại chơi vui vẻ. Yeah, bạn chơi vui vẻ đi, cô này về trước. À, vòng thứ 8 hay vòng thứ 9 gì đó. Cô này bấm nhanh quá, cô này không xem kịp. Lên 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 lên. No, mà nó bị đứt rồi. Ha, té rồi kìa. Đột phá cuối cùng. Rồi, cô Lì sẽ đua với bạn Yulen. Yulen ở xanh nè. Mày đích cùng với cô Lì đó. Mày phải đua cùng với bạn ấy, mày nói chơi giỏi quá. Thật ơi. Rồi, té luôn. Mình và bạn cùng nhau té. Qua đi, đừng qua đi. Té rồi. Rồi xong, khả năng của Lì về chót rồi. Bạn nói về đích rồi. Thua mất. Còn một cái nữa. Còn một bạn ấy bị quấn rồi. Xong luôn, bạn ấy về rồi. Thua mất rồi. Again, chơi lại thôi. Bạn này chơi giỏi quá. Bạn vô lên. Ủa, bạn áo xanh đâu rồi? Cho bạn áo vàng vô. Bạn áo vàng chơi đâu có bằng của Lì. Vậy là của Lì về trước bạn nha. Thấy của Lì chơi giỏi quá. Đỏ bạn khác vô. Quá trời té luôn, thật là nguy hiểm. Xong qua vòng, mình sẽ chơi thêm một vòng nữa là vòng số 10.
Bị thôi. Toàn 1984 nữa kìa. Ôi, nguy hiểm. Đâu 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 qua rồi các bạn ơi. Ủa bạn kia đâu rồi? Hà này, bạn còn đứng ngay cánh quạt nè. Đi lên, cẩn thận. Slow motion nè. Ê, cánh quạt slow motion các bạn ơi. Mình sẽ về trước bạn. Yeah, thành công. Và các bạn ơi, lần sau mình sẽ chơi tiếp nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần tới. Cảm ơn các bạn theo dõi kênh Cooly TV.